chương 01 trường sinh đạo quả bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com tạo lệ khăn tím đoạn đã quần dài màu đen ngực rõ ràng vòng tròn viết cái ngục chữ chu dịch dò xét mặt đồ này vẫn không muốn dám tin tưởng một thức tỉnh đến thành phượng dương quốc thiên lao ngục tốt tối hôm qua còn ăn nồi lẩu ông mùi tử hát tình ca đột nhiên liền xuyên qua u ám âm trầm nhà tù nồng đậm mùi hôi thối hàng rào sắt đằng sau cùng mình phạm nhân bóng đen phát ra như có như không tiếng hư hư không một không đang nhắc nhở chu dịch đây không phải mộng cảnh không có bị xuyên việt trước cửu cửu sáu xuyên qua vẫn là cửu cửu sáu cái này xuyên không phải bạch xuyên qua chu dịch vuốt vuốt huyệt thái dương làm dịu ký ức xung kích mang tới kịch liệt đau nhất đã trên đại thể rõ ràng chính mình lai lịch trùng tên trùng họ phụ thân chính là thiên lao ngục tốt năm ngoái bất hạnh nhiễm phong hàn bệnh chết mẫu thân không có mấy tháng liền buồn bực sầu não mà chết ngục tốt hộ tịch thế hệ tương truyền y theo lời cũ đem chu dịch chiêu nhập thiên lao bởi vì hắn trời sinh người yếu nhiều bệnh lại không có võ đạo tu vi mang theo thế là chỉ có thể phụ trách cho phạm nhân đưa cơm thiên lao từ triều đình trực tiếp chưởng quản giam giữ chính là tội phạm chính trị cùng trọng hình phạm tù phạm chỉnh thể số lượng không nhiều công việc cũng là nhẹ nhõm Chu dịch giảng ra hoạt động gân cốt, chỉ mấy cái đơn giản tập thể dục theo đài động tác, liền dẫn phát liên tiếp tiếng ho khan, lòng ngực kịch liệt đau đớn run rẩy. Khụ khụ khụ. Thân thể này cũng quá chênh lệch, khó trách tuổi còn trẻ liền không có. Chu dịch trong lòng chợt phát sinh sợ hãi, trong trí nhớ mình là cái trẻ sinh non, trời sinh người yếu nhiều bệnh, sống đến bây giờ số tuổi đã hết sạch trong nhà tiền bạc. Kết quả vô luận uống bao nhiêu bổ dưỡng chén thuốc, vẫn không thể chữa trị tiên thiên thiếu hụt. Đây là bắt đầu muốn ta lại chết một lần a. À. Chu dịch cẩn thận xem xét ký ức, hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi cái đấy rơi. Thiên lao ngục tốt nhìn như là cái tiện tịch tiện nghiệp, bởi vì giam giữ phạm nhân thân phận bất phạm, có thể nói chất béo phong phú. Chu phụ tại trong lao đang trực hơn 20 năm, không chỉ ở thần kinh mua tòa nhà, còn nhờ quan hệ mời trong cung nữ y, tự thân vì chu dịch chẩn trị kê đơn thuốc kết quả vẫn là công giả tràng. Nghĩ tới đây, chu dịch chỉ có sau cùng biện pháp, lấy dũng khí nhẹ giọng la lên. Hệ thống. Không có phản ứng. Bàn tay vàng. Lão gia gia. Hệ thống ba ba. Chu dịch đầy cõi lòng thân thiết kêu gọi vài tiếng, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, cũng không có đinh một tiếng. Bỗng nhiên. Chu dịch trong đầu kim quan đại phóng, hiển hóa ra một viên tròn trị kim đan đây là vật gì? Lời còn chưa dứt, chu dịch trước mắt hiển hiện từng bức họa, hùng vĩ, hoa lệ, khủng bố, kinh dị. Cự thú tại hoang dã tùy ý lao nhanh, há mồm phun ra đầy trời hỏa diễm. Bạch cốt cung điện xây ở mấy ngàn trượng trên núi cao, giống như người giống như quỷ thân ảnh khống chế cùng cùng ma vân. Đầu sói thân trắng quái thú hô mưa gọi gió, sườn sinh hai cánh dị nhân khống chế lôi đình. Thiên khung chậm rãi mở ra kim quang đôi mắt, băng lãnh vô tình nhìn chăm chú phạm trần rời xuống vô số tử sắc thần lôi phạm vi ngàn dặm hôi phi yên diệt tiên nhân khống chế phi kiếm một kích đem hư không xé mở khe hở ma đầu ngồi xếp bằng huyết trì khô sọ hài cốt chìm chìm nổi nổi trăm trượng cự cử thần cửu long chiến xa bạch hổ khiếu thiên huyền quy che biển mênh mông tiên âm vang ong ong lên mông lung hình tượng chậm rãi thối lui lúc này trong đầu kim đan đã thu lại thần quang tự như bình thường thấy kim châu tại thần hồn ở trong chậm rãi lơ lửng xoay tròn một sợi tin tức truyền vào chu dịch thần hồn trường sinh đạo quả đạo quả đây không phải ta kiếp trước chơi trò chơi tu luyện tới đẳng cấp cao nhất lấy được trường sinh đạo quả chu dịch xuyên qua trước đó trầm mê ở một cái mô phỏng tu tiên trò chơi hết ngày dài lại đêm thâu lá gan nửa năm sau rốt cục mát cấp vượt qua cửu trọng thiên kiếp sau có thể lựa chọn đạo quả bởi vì chu dịch là báo đầu số không mạo xưng cuối cùng không có lựa chọn nào khác chỉ có duy nhất miễn phí trường sinh đạo quả đạo quả trường sinh thuộc tính sau khi thành niên không còn sinh trưởng tuổi thọ vô tận trường sinh bất lão miễn phí đạo quả không kèm theo bất luận cái gì trị số thuộc tính cho nên ta bàn tay vàng là trò chơi tăng thêm trò chơi Mở ra trò chơi. Trò chơi bản. Sáu phòng làm việc. Chu dịch lại thử nghiệm kêu gọi vài tiếng, xác định không có đem mặt khác trò chơi thuộc tính mang đến, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cho nên, ta cái này trường sinh bất lão rồi. Đáng tiếc trường sinh bất lão cũng không phải là bất tử, chỉ là sẽ không già đi, tuổi thọ vô tận, vẫn sẽ thụ thương nhiễm bệnh, sẽ phát sinh các loại chuyện ngoại ý muốn, cũng sẽ bị người giết chết. Chu dịch giật giật cánh tay chân, phát hiện suy yếu, ống đau đã biến mất không thấy gì nữa, hô hấp kéo dài đều đều, tứ chi cường kiện hữu lực. Tiên thiên không đủ biến mất, hẳn là thụ trường sinh đạo quả ảnh hưởng. Sớm biết sẽ xuyên qua, liền nên mạo xưng 10 cái 648, khắc ra tốt nhất đạo quả thiên phú. Bất quá, cái khác đạo quả mặc dù gia tăng thiên phú, thuộc tính, lại đơn độc không có trường sinh bất tử. Chu dịch cẩn thận suy tư một lát, phát hiện hiện thực cùng trò chơi khác biệt trường sinh đạo quả ngược lại là cái lựa chọn tốt nhất bởi vì trong hiện thực có tuổi thọ hạn chế có được cái khác cao cấp thuộc tính thiên phú đạo quả vẫn cần tiếp tục vì trường sinh bất tử mà tu hành trong lúc đó không thể thiếu đấu pháp chém dết binh hung chiến nguy cửu tử cả đời trái lại có được trường sinh đạo quả chỉ cần cẩn thận cẩn thận ít kết thù oán vững vàng tu hành mấy vạn năm sau mười mấy vạn năm đồng dạng có thể thành tiên làm tổ. Chu Dịch hồi tưởng tu tiên giới bên trong từng màn khủng bố cảnh tượng, di sơn đảo hải chỉ bình thường, sẽ rách hư không như bình thường. Dù cho có cao cấp đạo quả trợ giúp, không biết cần trải qua bao nhiêu sinh tử dãy dùa mới có thể tu tới trường sinh. Tiên Phật thần ma cũng không phải cái gì lương thiện tiền bối, một khi phát hiện Chu Dịch tu hành tốc độ vượt qua bình thường, hay là một ít tuổi thọ sắp hết hạn người cần thiên kiêu lô đỉnh. Không chừng liền bỏ đi da mặt, sư hồn đoạt xá, đánh cắp đạo quả. Đạo quả là tu tiên chi chung cực mục tiêu, không có tương ứng hộ đạo chi thuật, như tiểu nhi cầm kim qua phố xá sầm uất. Ta chu dịch há lại rất thích tàn nhẫn tranh đấu người. Chu dịch hạ quyết tâm, yên lặng cẩu đến vô địch thiên hạ, lại đi ngoại giới tiêu giao tự tại. Thiên lao quả nhiên là cái tốt địa phương, từ vị trí địa lý bên trên nhìn, ở vào kinh thành Ninh Đức Phường, phía tây là kinh thành Đại Môn, phía đông liên tiếp Đại Lý Tự, khoảng cách hoàng cung bất quá hai cái phường thị. Mấy ngàn cấm quân bảo vệ xâm nghiêm, lại tùy thời có thể ra khỏi thành chạy trốn, quả thực là phượng dương quốc an toàn nhất địa phương. Cho dù gặp gỡ thay đổi triều đại kịch biến, người ta tiến công cũng là hoàng cung, tân triều hoàng đế cũng sẽ không đem trọng hình phạm phóng xuất, tai họa mình gian sơn bách tính. Hưởng thụ lấy hoàng đế cấp phòng ngự, lại không biết lâm nguy cung đình hoàng mỹ trước định vị tiểu mục tiêu tại trong thiên lao sống hắn cái mấy trăm năm chu dịch mang theo thùng cơm đi vào mỗi cái cửa phòng giam miệng múc bên trên một mùi không biết cái gì ngao thành cháo loãng phạm nhân nghe được tiếng vang từ chiếu rơm bên trên đứng lên sơn đen mà đen tay từ thô bát sứ bên trong mò vớt chỉ có mấy hạt gạo lứt vài miếng rau nát soạt một tiếng đem bát lật ngược bản quan là lễ bộ thị lan Dám để ta ăn như thế heo ăn đây là mới tới không lâu còn không có thoát liên nguyên lai thân phận kiêu ngạo cái khác phạm nhân liền rất hiểu chuyện tiểu ca nhi lại đến một muôi này một ít ăn không đủ no a à. chu dịch căn cứ chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc nhìn xuống nhà tù thẻ số tại thùng đấy mò mui nhiều cháo cho phạm nhân đồng thời nhắc nhở lập tức tới ngay cuối tháng nhớ kỹ để người nhà đưa cơm tiền tới lại một tháng a Phạm Nhân thở dài một tiếng, bưng lên bát cơm hút trượt hút trượt ăn sạch sẽ, ở một cái, trở lại chiếu rơm bên trên đã tọa suy nghĩ. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.